Mình là đi đây cái gì nữa đây? Sao nhiều bạn cứ gửi chay 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 mà không biết chay gì phải không đó? Gửi chay xong không biết chay gì đó xong lại tắt ta. Ngộ đi chứ. Rồi. Thì ở clip này á là mình sẽ dùng cái trái ve chai 500 này nhá mày, đấy của Kid. Thì để xem coi có đánh hay ra ngon hay không. Và thẳng mình sẽ nói những cái ưu điểm và khuyết điểm cho bạn thấy luôn. Để xem coi các bạn có thể dùng cái trái này đi săn hay ra hay du biển ngon hay không nha các bạn. Rồi. Thì hầu hết như là bây giờ mình show chiêu lại cho bạn xem nha. Hầu hết như bạn nào cũng biết rồi đúng không? Thì mình có clip mà review chiêu cho bạn xem rồi. Thì bây giờ mình nói lại thôi ha. Rồi. Cái trái của ve chai này á, mình đánh giá trong BB khá là ngon nha các bạn. BB cực kỳ ngon luôn. Tại sao? Nhất là cái chiêu mà nhốt lòng này các bạn. Đó là một. Đó, chiêu nhốt lòng này là một. Và cái chiêu thứ hai á, cái chiêu này quan trọng hơn nhốt lòng đó các bạn. Cái nhốt lòng này các bạn vẫn có thể solo ra được đúng không? Đó, không có gì hết. Nhưng mà cái chiêu quan trọng nhất là cái chiêu B đó các bạn. Là các bạn có bấm đại đâu á, đó thấy không? Bấm đại đâu là luôn luôn là sẽ hút đối thủ lên trời nha các bạn. Đấy. Thì trong lúc mà hút lên trời vậy thì các bạn có thể dồn combo chung với lại kiếm nè bạn, melee hay là dồn thêm chiêu gì đó vô cũng được nha bạn. Đó, đó là một cái điều khá là gọi là bá của cái trái ve chai này luôn các bạn. Cực kỳ luôn, và cái chiêu Z này bắn từ xa được nữa nè các bạn. Đó, phải không? Từ xa mà rất là tam to nha các bạn. Đấy, 18k đam là đam rất là to nha các bạn. Đấy, bom hết 18k đam rất là to luôn. Mỗi chiêu đóng lòng này là mình nghĩ là cũng không có cần gì nhiều ấy. Quan trọng là mấy chiêu còn lại các bạn. Đó, chiêu V đau cũng to nè. Nói chung là chiêu nào đau cũng to luôn nha các bạn. Đấy, chiêu nào cũng trên mười mấy ca là như mình nói đó. Mười mấy ca là một lượng đam to nha các bạn. Nếu một giá quỷ mà đam mười mấy ca trở lên là lượng đam to. Đấy, là BB khá là ngon luôn. Thì đó, thì mình muốn test thử cho bạn xem là mình có đóng lòng nổi hay là ra không bạn. Nhưng mình nghĩ này không quá. Thực sự, cái ngon của này là trong BB đó các bạn. Đó, phải không nè. Đó, khi mà dồn vô nè. Đó phải không, các bạn có thể dùng một đống chiêu vô luôn á, rất là ngon. Hoặc các bạn solo lên các bạn dùng chung cho mình kiếm vô nữa, BB cực kỳ ngon luôn đó. Nên mình cái mình thích trong cái mình thích BB của cái trái ve chai là vậy á các bạn. Lượng đam khá là đảo và mạnh nữa. Đấy, rồi bây giờ mình sẽ đi mình test thử lên hai ra cho bạn xem coi lượng đam như hai ra sẽ như thế nào nha các bạn. Đó, đó bùm. Rồi bây giờ là mình sẽ đợi hai ra nhé. Rồi nha các bạn, thì hiện tại là mình đã treo ra hai đợt ra nha các bạn. Đây, mình ra silver thường, ai ngờ bất ngờ tưởng là si du biển bình thường các bạn. Ai ngờ ra hai đợt ra luôn. Khá là ngon nha các bạn. Rồi. Thì bây giờ mình hồi nãy là mình ăn cái trái 500 của Kid đúng không? Xong rồi mình ăn lại trái BK để ba cho lẹ nha các bạn. Xong bây giờ mình lại ăn tiếp tục trái Kid vô review cho các bạn xem nha. Đấy các bạn thấy nha, ở phải review nữa mà là đánh boss hai đợt ra thử các bạn để xem coi cái trái 500 này á đánh hai đợt ra có ngon hay không nha. Rồi lấy ra nè. Ôi cái gì, từ từ bình tĩnh nha anh, bình tĩnh. Chưa kịp ăn vô bị quánh tay bây giờ đó. Rồi, ăn cái trái gói luôn. Chưa nâng điểm. Rồi. Lại phải về đó các bạn ơi, chưa nâng điểm nha các bạn. Rồi luôn, chưa nâng điểm luôn. Rồi thôi từ từ. Có 25 game thôi các bạn ơi, không sao. Đó, lát đánh hai ra mình nghĩ là mình sẽ có lại từ đầu thôi. Rồi. Lần này mình nghĩ là đầu tiên là máu nè, kiếm và trái cây quyền lực luôn nhớ bạn. Rồi còn lại nâng cho melee sao. Ôi nhưng mình nâng nhầm rồi, lại reset lần nữa. Đừng nhầm bạn ơi, quên phòng thủ trên này, mình cứ quen một lóc rút đó bạn, lóc rút cái dòng phòng thủ luôn luôn là thứ hai rồi ơi. Rồi luôn, tốn 50 game để đi random đó bạn ơi. Tốn 50 game để đi random thôi. Xong rồi. Rồi, bây giờ là mình sẽ đi thẳng qua hai đợt ra nha các bạn. Bây giờ mình đi thẳng qua hai đợt ra là kịp rồi đó. Ui, cái trái này không có bay nữa chứ. Hơi cực. Đấy, mày không? Chỉ có lướt không có bay. Mà chỗ hai đợt ra tuốt đằng kia xa luôn. Ôi, cho đi chơi. Rồi, đi. Go. Rồi, xong luôn, thuyền hư rồi. Leo lên ngồi lại mới được. Rồi. Đó, đây. Chạy thôi. Rồi, rớt. Một bạn gớt. Tại cái thuyền này các bạn chỉ cần nói chung là chở 3 người trở lên đó bạn, là cái thuyền một á là cái thuyền sẽ bị lắc tùm lum các bạn đúng không? Hai là các bạn sẽ rớt. Đó, hơi khó chịu tí nhưng không sao. Đây, hai ra gần đây luôn nhé bạn. Không, mình cảm giác là cái đảo hai đồ ra hiện tại bây giờ đó bạn không? Đó bị vậy nè. Cái đảo hai đồ ra hiện giờ là mình cảm giác như là gần hơn bây giờ đúng không các bạn? Hình như admin như là sửa cho gần hơn đó các bạn, để ý nè, đó. Giờ nhìn đúng bự luôn bạn, bự với gần luôn. Chứ trước đó các bạn nhìn tuốt đằng xa là đằng xa lắm. Đi đúng lười luôn. Còn bây giờ các bạn không khá là gần. Đấy rồi. Bây giờ là mình sẽ quánh hai đời ra bằng cái trái 500 này cũng kiếp cho bạn xem nha. Còn cái trái kiếp này đánh hai đời ra có ngon hay không nha.
và mình sẽ tổng một lượng full lượng đam luôn cho bạn thấy nha, vô vô biển nha các bạn. Tại vì mình muốn biết là để coi là có đam ảo hay không các bạn. Đó, quan trọng là mình muốn coi là chiếc trái kiếm này có thực sự là lượng đam ảo hay không, hay là chỉ là một lượng đam cũng như bình thường các bạn, trong bê bê thôi. Rồi. Rồi nha, đây. Để trưởng thử nha các bạn. Không quên xài cái tăng đam cho trái quỷ luôn chứ. Đó, mình mới đây, chiếc kiếm này tăng đam trái quỷ ngon hơn nè. Rồi nha, full đam trái quỷ luôn nha các bạn. Rồi thử nha. Rồi. Ui da. Bắn trước nha. Ơ quên chưa nó giữ. Quên. Chưa nó giữ nha các bạn. Cái lồng. Cái lồng không có bắt được ô, cái lồng có bắt được nè các bạn. Cái lồng trên không khí. Ô. Lồng trên không khí nha các bạn. Cũng 13 ca đam. B. B nhiêu đây? Bùng nổ. Ô, sao nổ có xíu vậy ta? Cái chiêu B này là cái chiêu khá là ngon trong BB thôi nha các bạn. Cái chiêu B này nè, mình thấy BB khá là ngon luôn, là tại là các bạn chỉ cần xài là kiểu gì các bạn sẽ cũng bị hút lên đó các bạn. Đấy, các bạn mà xài là kiểu gì các bạn cũng sẽ hút đối phương lên được hết á. Trong lúc mà hút lên thì các bạn dồn combo vô được, các bạn cũng cứ lặn là lên vậy ta. Đâu, chiêu đam này nổ 15 khá đam nha các bạn. Ngon nha, rồi full chiêu dép như đây. Để giữ full luôn nha các bạn. Đó. Full chiêu dép 18 khá đam á. Ôi. Ôi sao mắc gì mình bị quấn quá trời vậy ta? Sao có mình bị quấn vậy ta? Rồi để lấy cây hồi máu ra nha các bạn. Dùng cây hồi máu lại đã. Hồi máu luôn. Vừa hồi máu vừa quánh cái trái ác quỷ cục kiếp thôi. Đó, rồi. Ô qua kia rồi, qua kia thôi để mấy bạn kia quánh đi nha các bạn. Để vô biển qua đây, lộn hay ra qua đây, mình quánh hay ra bên này. Đấy. Thì mình cho bạn thấy nó chiêu. Chiêu hầu hết như là chiêu cũng từ đánh xa nha các bạn. Chiêu hết nhiều chiêu cũng đánh xa không mà khá là ngon. Đó, hình như có riêng cái chiêu V á là đấm tại chỗ nha các bạn, còn như là chiêu đánh xa không à. Đó, một chiêu đánh xa nè. Đó. Hai là cái lồng nè. Đó, ba là bắn cái tay nổ đó các bạn. Đấy. Bốn là cái chiêu hút lên không khí. Đó, thấy chưa? Nổ, đó cái là ngon, có chiêu C này hơi gần nha các bạn. Đấy, cái chiêu C này như là nổ hơi gần. À, cái chiêu V chứ lộn, cái chiêu V các bạn tái bạn đập xuống á, hơi gần á. Như là chiêu đánh xa hết luôn. Đấy, thì mình đã giảm cái lượng tiếng nhỏ hơn để cho các bạn không bị nghe quá to đó các bạn. Đấy, thì các bạn nào nghe vừa chưa thì các bạn comment bên dưới cho mình biết nha các bạn. Để có nhiều bạn hơi thắc mắc. Đấy, các bạn hôm nay mình giảm cái rulox này còn 40% mà. Là còn 40 luôn á. Còn ở đây thì mình giảm gần hết luôn rồi nè. Đấy, nhiều bạn còn nói to á các bạn. Tiếng này ra khá là to ấy. Nên sợ các bạn đau tai. Rồi, giờ thử full combo nha các bạn. Đây, full combo của cái trái 500 này thử xem. Cái trái ve chai nha các bạn. Đó. Thử xem ve chai full combo như đam đây. Full combo ve chai là 45.000 đam nha các bạn. Và các bạn đi chiêu rất là nhanh nha các bạn. Nó nhất là cái chiêu dép nè các bạn, cái chiêu dép cái chiêu C nè. Hồi liên tục luôn. Đó, xong rồi lại tới chiêu B, xong rồi lại tới chiêu dép nè các bạn thấy chưa? Đó. Xong lại tới chiêu dép, xong rồi lại tới chiêu B nè. Đó, xong rồi các bạn lại hồi chiêu C. Thấy chưa? Sau là các bạn lại hồi chiêu dép. Nói chung là các bạn có thể xả đạn khá là nhanh nha các bạn. Tỷ lệ các bạn xả đạn cực kỳ nhanh luôn. Đấy. Từ, hình như mình nghĩ còn khá to các bạn ơi. Từ. Mình nghĩ là còn khá to á. Cái game này làm tiếng du biển hay là ra to á các bạn ơi. Thực sự luôn á. Cũng to luôn á. Thực sự. Mình dặn mất trong Roblox là còn như đây rồi đó. Mà còn to vậy các bạn. Đó. Đấy, chiêu phải không? Ôi chiêu kìa. Ôi. Ngon thật sự luôn phải không? Chiêu mình xài nè. Đấy, 50 mấy ca luôn rồi kìa. Chiêu liên tục luôn á. Thì theo mình đánh giá nha bạn, là cái trái 500 này á, nãy giờ mình đánh cho bạn thấy đúng không? Là toàn chiêu đánh xa nha bạn, chiêu từ xa khá là ngon đúng không? Đó, có thể đánh từ xa khá là ngon. Và combo chiêu nha bạn, hồi chiêu rất nhanh luôn. Giống như cái trái Pika bạn, giống như siêu xạ thủ vậy á. Đúng không? Thì thay vì Pika là súng nhắm với lại súng lục đúng không? Đó, cái Pika chưa thức tỉnh thì là cái súng lục nhỏ. Thức tỉnh rồi thì cây súng ngắm. Còn cái dây chai này các bạn thì là chơi nguyên cây 6 đồng luôn các bạn ơi. Phải không? Cũng là gọi là xạ thủ phải không? Đó. Đúng không? Này chiêu cũng toàn đánh xa không hả? Có cái chiêu V này hơi gầm gầm các bạn. Dao. Đao nha. Có chiêu B này là hơi gần thôi, là một chiêu gần đúng á. Hình như mấy chiêu còn lại đều xa nha mày. Đó, cái chiêu B nè. Ao em cũng khá là xa, thấy chưa? Đó, chiêu Z này chắc chắn là bạn ơi, các bạn bắn đạn vô mà.
đó, bắn đạn nhưng mà cái lồng thì hơi nhốt cũng xa luôn. Cái chiêu C này cũng bay được xa luôn nè, phải không nè. Đó, khá là ngon. Toàn chiêu đánh xa không à, ngon thật sự chứ. Ây da, đâu nha. Nó nói lát hồi toàn đấy. Từ từ, bình tĩnh các bạn ơi. Đó, hay quá, các bạn hồi máu rồi, vô, xả chiêu tiếp thôi. Đây. Đó. Bắn 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 bắn. Hả? Ôi, bạn nhìn đam kìa. Vãi. Hình như bốn mấy hit không phải nha bạn. Hồi nãy mình xài như full combo tới 57 hit lần người ta. Ở lâu nay 7k đam chứ lộn, 57k đam lận. Hay sao ta, mình bắn hụt hay sao ta. Đúng không, các bạn để ý đi. Đó, cũng như là mình bắn hụt hay sao ấy. Ở 45k đúng nè bạn, 45k đúng nè. Sao nãy mình quánh lên năm mấy k ta. Hay mình dồn cái gì ta. Đó. Đó, đó bạn không nè, nè, nè. Lần này thì mới. Ui, 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 tắt, tắt. Đó bạn, lần này 57, 59k luôn nè, thấy chưa. Đó, được em 9k nè. Hay do chiêu C ta, hay do khác biệt từ chiêu C. Rồi xong luôn, xong xì bám đây vậy. No 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 no. Xì bám đây hơi toan nha. Cái đảo kia gần hơn mà không cho mình xì bám đảo gần hơn ta. Mình phải đi vô cái đảo các bạn mới được xì bám hay sao ấy. Không sao, mình qua chắc còn lại cái dạng 3 cũng ổn nha bạn. Đó là các bạn thấy rồi đó, trái cái trái 500 cái trái dây chai này của Kid nha bạn. Ngon thực sự luôn. Wow. Bắn từ xa khá là ngon luôn bạn, không có thua kém như BK đâu nha. Cũng siêu, cũng dạng siêu xạ thủ đó. Thì thay vì xài như mình nói đó, xài súng nhắm hay là súng lục thì trái dây chai này chơi luôn 6 nòng nha bạn. Đấy. Dùng nguyên cây 6 nòng quánh luôn vô biển luôn, hai đồ ra luôn. Ngon thật sự, xịn 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 xịn. Rồi. Bây giờ mình qua chắc mình lượm rương là được nha bạn. Nhưng mà lỗ hơi lỗ 50 game nha. Lần này phải là rương 4 hoặc rương 3 cho mình mới có thể bù lại nha các bạn. Đấy. À, đấy là vậy. Chứ không có rương 4 hay rương 3 là lỗ lắm ấy. Tự nhiên mình bấm reset nhầm. Tại mình coi cái bản tát nhầm á bạn. Tại vì bên lock root cái phòng thủ luôn là cái thứ hai bạn. Cái đầu luôn melee ấy. Thì bên này ngược lại quên. cứ nhầm à. Vãi gì đây. Lại lên đi ba kia. Ui vãi. Skin y chang biết mà. Khó thì chứ. Các bạn này không biết phân biệt mình pha ke hay không luôn á. Không biết mình pha ke hay mình riêu vậy. Thực sự như mình nói nhiều lần luôn rồi đó. Tại vì cái nếu mà mình riêu đúng không, thì mình sẽ có cái đồ limit các bạn. Cái ai lớp đáp này nè. Đó, với lại cái bao tay này là limit nha các bạn. Đấy là limit là mình. Còn mấy bạn pha ke làm sao mình sẽ, không lẽ mấy bạn pha ke mà pha ke luôn cả đồ limit chi cho phí đúng không. Ủa sao kìa, từ sau lần này mình bắn lại là mấy ba cái đam ta. Cái chiêu dép này ảo nha. À mình bắn vô mấy bạn khác nữa bạn ơi. Đúng rồi, mình có cái in combat hạn chi. Tụi mình bắn phát tự nhiên lên tới hai mấy ca giật mình. Chiêu Z đâm to vậy. Rồi luôn ha. Kiếm thiệt chứ. Bắn vô luôn nè. Bắn vô luôn chứ thiệt chứ. Rồi nhiêu game đây, bù được nhiêu game đây. Bù được 24 game nha bạn. Cũng đỡ nha. Cũng đỡ được một nửa nha bạn, gần một nửa, 25 mới tròn nha bạn. Nhưng mà 24 là cũng được rồi, không sao nha. Rồi. Thôi mình nghĩ là kết thúc clip tại đây nha. Thì các bạn nào thấy hay cho mình xin một like, subscribe cho mình nha. Để mình có động lực những clip hay nữa ha. Bây giờ thì bye bye.